Hôm nay sướng nhá, để chồng dắt đi làm đẹp tới thẩm mỹ viện Hoa Anh này. Mới nhận được cái tờ rơi bạn cho này, thấy không? Đó, thấy nghe nói ở đây thì nhiều dịch vụ làm đẹp lắm, em thấy không? Dắt vào tới để thư giãn bầu nhá, check nhiều đúng không? Đây này em nhìn thấy không? Thẩm mỹ viện Hoa Anh nhá, của người ta cơ sở lớn luôn đó, tòa nhà thấy chưa? Tòa nhà hình như là 5-6 lầu luôn này, thấy không? 5-6 lầu luôn này, đó. Rất nhiều những dịch vụ làm đẹp nhá. Em cũng nghe nói chỗ này nhiều lắm luôn rồi, mà chưa có trải nghiệm thử. Mà nhân viên cũng chuyên nghiệp lắm này, thấy không? Rất nhiều nhân viên này. Bây giờ mình vào thử nhá. Ok. Wow, cái bảng hiệu lớn nhỉ? Dạ. Thích nhá. Dạ. Ở đây, đây. Chào anh. Xin chào anh chị ạ. Chào em. Wow, thẩm mỹ viện Hoa Anh lớn nhỉ? Đẹp thế. Rồi, hôm nay anh đưa bà xã tới làm đẹp em nhé. Ở đây có dịch vụ chăm sóc cho bà bầu không? Dạ, bên em sẽ có liệu trình chăm sóc da riêng biệt cho mẹ bầu cũng như là liệu trình gội đầu dưỡng sinh bằng thảo dược thiên nhiên để giúp mẹ bầu giảm tình trạng là đau nhức cơ thể của mình và giúp giảm stress cũng như là căng thẳng cho mình ạ. Mà anh chị ngồi ghế ạ. Ok, vào ghế ngồi đúng không? Vào đi vợ. Ôi giời ơi, ngồi đi. Có rất nhiều túi này em, rất nhiều túi đây. À dạ, hiện tại thì nhân dịp này thì bên em đang có chương trình là ưu đãi tặng quà cho tất cả các quý khách hàng đang làm dịch vụ tại thẩm mỹ viện bên em. Vậy hôm nay anh chị đến làm dịch vụ thì bên em cũng xin gửi tặng cho anh chị một phần quà. Phần quà luôn? Vâng ạ. Rồi xem túi này em nào, túi này có hợp không vào không nhỉ? Em đứng xem là xách túi thì có đẹp không? Trời ơi, quá chị hợp luôn. Hợp luôn đúng không? Hợp luôn. Thấy chưa, sướng nhá, hôm nay chồng rất đi làm đẹp nhá. Em thấy anh có tâm lý không? Vâng ạ. Tuyệt vời chưa, rồi chúc mừng em nhá. Anh đi có món quà này, sao không tặng cả hai đi em? À dạ, hôm nay đặc biệt khách nào làm dịch vụ thì bên em sẽ được tặng cho mỗi khách hàng ạ. Anh có thể trải nghiệm dịch vụ gội đầu để được nhận em một phần quà tại tình thẩm mỹ viện bên em ạ. Ừ đúng rồi, anh cũng thích gội đầu lắm. Gội đầu thư giãn này, cổ vây gáy này cho nó gì đúng không? Vâng ạ. Anh được một bà chị tổng giám đốc của một tập đoàn mỹ phẩm giới thiệu là bên Hoa Anh này có rất nhiều những dịch vụ liên quan đến làm đẹp này, chăm sóc này đúng không? Dạ. Cả thư giãn này. Dạ. Nhưng cũng có làm được cho nam đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi an tâm chưa? Dạ an tâm rồi, em nghe nói chỗ này là uy tín lắm luôn á. Và đến đây thì thấy là rất là uy tín và là còn được tặng quà nữa. Nhân viên nhiệt tình nhỉ? Vâng ạ. Sao các bạn chén chén này nhỉ? Đúng không? Dạ. Rồi, nhưng mà tặng quà này tặng xong có đòi lại không? Dạ không, cái này là bên em sẽ tặng để tri ân cho toàn thể tất cả các quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại thẩm mỹ viện bên em ạ. Lâu lâu đi công tác về Việt Nam anh sợ nhất tặng quà xong là đòi lại là anh sợ lắm. Lúc mà đòi anh là phải sang Mỹ đòi anh nhá. Vâng ạ. Rồi ok, làm đẹp nhá. Dạ tâm vâng không? Dạ có. Đó, đúng rồi. Thư giãn làm đẹp để chăm em bé đấy nhỉ. Vâng ạ. Và tất cả các chị em nào mà đang mong muốn làm dịch vụ tại thẩm mỹ viện Hoa Anh cũng như là nhận được những cái phần quà siêu đặc biệt như này thì hãy nhanh tay đăng ký ngay dưới video ngày hôm nay để thẩm mỹ viện Hoa Anh trao tặng những phần quà giá trị này đến tất cả các chị em mình luôn nha.